bạn, wow, chúng ta có chiếc xe nhốt những chú khủng long các bạn ơi. Wow, chiếc xe chở những chú khủng long này bị nhốt các bạn ơi. Chiếc xe đang chở chú khủng long đến nơi giam giữ các bạn. Wow, trên xe có cano tàu rệt và những chú khủng long mini. Wow, những chú khủng long đang kêu cứu rồi các bạn ơi. Wow. Oh, chúng ta có anh bạn khủng long T-Rex khổng lồ đang giải cứu như anh bạn của chúng ta. Wow, anh đang tung chiếc xe rồi các bạn. Wow, 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 rất là khỏe luôn. Wow, anh bạn T-Rex của chúng ta đã tung rồi các bạn. Wow, rất là lợi hại. Wow, có rất nhiều những con thú khủng long nhốt vào đây các bạn. Wow, cùng nhau khám phá xem nào. Wow, T-Rex đã giải cứu thành công những chú khủng long của chúng ta. Wow, đầu tiên là anh bạn khủng long Indominus Rex các bạn. Khủng long Indominus Rex các bạn ơi. Wow, một loài khủng long hybrid săn mồi rất là lợi hại luôn các bạn. Khủng long Indominus Rex. Wow, một trong những loài khủng long hung dữ hàng đầu các bạn. Wow, nhìn xem rất hầm hố và gai góc các bạn. Wow, ở đây chúng ta có anh bạn Black Panther các bạn, một chú báo đen đến từ châu Phi. Wow, rất là hung dữ. Oh, còn đây là anh bạn khủng long sát thủ Indoraptor các bạn. Khủng long sát thủ Indoraptor. Wow, và chỉ trước rất là lợi hại và những cú táp đầy uy lực có thể hạ gục bất cứ kẻ địch nào luôn các bạn. Rất là hung dữ. Indoraptor với những chi trước rất là sắc bén, rất lợi hại luôn các bạn. Wow, tiếp theo là một anh bạn hươu cao cổ với chiếc cổ siêu dài các bạn ơi. Wow, một chú hươu cao cổ với chiếc cổ rất là dài luôn. Wow, 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 anh ta rất thích ăn những chiếc lá. Wow, chiếc cổ siêu dài giúp cho anh ta thuận tiện trong việc ăn cỏ và lá các bạn. Wow. Tiếp theo là một anh bạn khủng long cổ dài, khủng long ăn cá các bạn. Wow, nhìn xem cái cổ của anh ta siêu dài luôn. Và những cái chân có những cái màng các bạn, giúp cho anh ta di chuyển dưới nước rất là dễ dàng luôn. Tiếp theo là một anh bạn khủng long Velociraptor các bạn. Wow, Velociraptor rất là thông minh luôn. Wow, một trong những loài khủng long thông minh và nhanh nhẹn. Velociraptor có nghĩa là chim săn mồi tốc độ các bạn. Wow. Tiếp theo là một anh bạn mini Biroraptor các bạn, một loài khủng long săn mồi có lông vũ. Wow, những chú mini Biroraptor trông rất là ngầu và hầm hố luôn. Wow, hàm răng rất là sắc bén, những cú táp đầy uy lực các bạn. Wow, ở đây chúng ta có anh bạn khủng long ăn cỏ cổ dài khổng lồ Brachiosaurus các bạn. Wow, khủng long ăn cỏ Brachiosaurus nha, kích thước cực kỳ to lớn và khổng lồ luôn. Những anh bạn Brachiosaurus của chúng ta kìa, cực kỳ to lớn các bạn, kích thước cực kỳ to lớn khổng lồ. Wow, ở đây chúng ta có một anh bạn cá mập đầu búa các bạn. Một chú cá mập đầu búa, cái đầu như cái búa các bạn. Wow, rất là đặc biệt luôn. Còn đây là anh bạn Pachycephalus các bạn, mình bạn khủng long đầu cứng. Wow, cái đầu siêu cứng luôn các bạn ơi. Wow, Pachycephalus, cái đầu siêu cứng giúp cho anh ta có khả năng công phá luôn cả những bức tường gạch cứng nhất. Wow, rất là lạ lùng. Wow, tiếp theo là ai đây? Một anh bạn khủng long đầu bò Cano Tarot các bạn. Khủng long đầu bò có đôi tai rất là thính luôn. Wow, một chú khủng long Cano Tarot rất thính, săn mồi thì rất là siêu. Wow. Ở đây chúng ta có anh bạn khủng long T-Rex mini các bạn ơi. Wow, mini T-Rex, một chú khủng long mini các bạn. Những chú khủng long bảo chúa T-Rex thì rất là hung dữ rồi, rất nổi tiếng với khả năng săn mồi của mình.
khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, tiếp theo chúng ta có anh bạn khủng long cá sấu Mosasaurus các bạn. Một chú khủng long cá sấu đến từ những vùng đại dương. Wow, chú cá sấu Mosasaurus các bạn ơi. Wow, anh ta rất là to lớn, đang bơi lượn trong hồ nước công viên Kizura các bạn. Wow, Mosasaurus kích thước rất là khổng lồ các bạn. Và con mồi ưa thích của anh ta chính là những chú cá mập. Tiếp theo chúng ta có anh bạn khủng long mini Ankylosaurus nè. Wow, một chú khủng long trông rất là ngộ nghĩnh luôn. Wow, kích thước rất là mini các bạn. Mini Ankylosaurus. Wow, khủng long Ankylosaurus mini. Wow, những chú Ankylosaurus thân hình rất là gai góc luôn, và cái đuôi như quả chuối. Tiếp theo chúng ta có anh bạn mini Indoraptor các bạn. Một anh bạn khủng long sát thủ mini. Wow, rất là nhỏ nhắn nhưng rất là hầm hố và hung dữ các bạn. Hàm răng đầy những chiếc răng sắc nhọn. Indoraptor và Carnotaurus. Tiếp theo là anh bạn mini Velociraptor các bạn ơi. Wow, anh bạn Velociraptor. Wow, wow, ở đây chúng ta có một anh bạn Stegosaurus nữa các bạn. Một anh bạn khủng long Stegosaurus, khủng long lưng gai Stegosaurus các bạn. Wow. Wow, những cái gai trên lưng rất là to luôn các bạn. Nhìn những miếng ngói. Wow. Tiếp theo là anh bạn mini Giganotosaurus. Wow, một chú khủng long Giganotosaurus phiên bản mini các bạn. Wow, những cái răng rất là to luôn kìa. Wow, những chú Giganotosaurus thì có cái vảy sừng ở trên lưng các bạn. Một trong những loài khủng long to lớn xuất hiện trong Jurassic World Domination. Wow, mini Giganotosaurus kìa các bạn. Rất là ngầu và hầm hố luôn, Giganotosaurus. Tiếp theo chúng ta có anh bạn Indominus Rex, khủng long hybrid. Wow, một chú khủng long rất là ngầu và hầm hố. Indominus Rex và Therizinosaurus. Wow. Tiếp theo là anh bạn khủng long ăn cỏ cổ dài khổng lồ Brachiosaurus nữa nè. Wow. Wow, ở đây chúng ta có anh bạn khủng long tê giác ba sừng Triceratops các bạn. Wow, những chú khủng long Triceratops ba sừng với ba cái sừng rất là nổi bật với những cú húc đầy uy lực Triceratops. Wow. Wow, ở đây chúng ta có chú khủng long hai men Dilophosaurus các bạn. Khủng long hai men Dilophosaurus nè. Wow, những chú Dilophosaurus trông rất là dễ thương và hiền lành luôn. Nhưng anh ta là một trong những loài khủng long săn mồi rất ghê gớm, rất thông minh. Wow, Dilophosaurus và Velociraptor, anh ta hạ gục rất dễ dàng. Wow, ở đây chúng ta có một anh bạn mini Triceratops nè các bạn. Khủng long tê giác ba sừng. Wow, một anh bạn khủng long có ba cái sừng rất là nổi bật luôn, có khả năng hút tung cái địch. Wow, mặc dù một loại khủng long ăn cỏ nha.
đây là anh bạn khủng long Spinosaurus, khủng long ăn cá Spino các bạn. Một trong những loài khủng long khá là to lớn xuất hiện trong Jurassic World. Với đôi hàm chắc khỏe, anh đặt khả năng hạ gục những chú khủng long săn màu hàng đầu như là T-Rex hay Giganotosaurus. Wow, ở đây chúng ta có anh bạn Therizinosaurus Mini các bạn. Một chú khủng long móng vuốt mini. Wow, rất là đặc trưng của loài Therizinosaurus. Có một lớp lông đen phủ lên mình và những cái móng vuốt cực kỳ sắc bén, có khả năng hạ gục bất cứ kẻ địch nào. Wow, như vậy là cuộc phiêu lưu hôm nay đã kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.